Chào các bạn đến với kênh của Em Rất Thích Gaming. Hôm nay tôi xin chỉ bạn cách chống Giant Sparky. Đây là một video rất là dài. Nếu mà các bạn không thể khó ngủ, các bạn nên xem video này vì nó rất là buồn ngủ. Bản thân tôi cũng rất là buồn ngủ khi xem video này. Thì đây là video rất là cũ, khi mà tôi còn khoảng 2006-2007 châu Phi. Thì cách chống, tôi xin chỉ bạn một vài replay cách chống Giant Sparky. Sparky là một legendary, nói chung khá là yếu, có lẽ là yếu nhất trong tất cả các thẻ legendary. Tuy nhiên vẫn còn một số người chơi Sparky. Như các bạn thấy đấy, Giant thì chống rất dễ dàng với Inferno Tower, và Sparky thì có thể bị giáp Mini Pekka hoặc là Tombstone. Các bạn thấy chống một cách rất hiệu quả. Dùng Tombstone chống Sparky thì thôi rồi, Sparky khóc thét. May thay cái deck của tôi là deck Big Eye, sử dụng Inferno và Tombstone để thủ, và dùng Hot Rider Quick Push kết hợp với Fire Spirit tấn công nhanh. Như các bạn đã thấy, Fire Spirit và Giáp có thể tiêu diệt hoàn toàn Barbarian, và gây Hot Rider của tôi có thể hit từ 2 tới 3 hit trên trụ phải của đối phương. Có lẽ replay này dành cho những bạn còn châu Phi khá thấp, mới tập chơi thì có xem replay của tôi. Tuy nhiên những ai mà đã chơi lâu rồi thì chống Sparky cũng là quá là đơn giản thôi các bạn. Mà Sparky đã phụt một quả và tôi ngay lập tức giác. Không thì Sparky nó phụt cho một phát thì ôi mày quá. Nói chung Sparky chống thì khá là dễ. Như các bạn đã thấy, giác là ngay lập tức 5 giây sau Sparky mới phụt cho một quả. Tôi thì dùng Bomber và Goblin Barrel Big Eye. Đối phương hoàn toàn bị lừa thôi các bạn. Replay này rất dài, nó tới 41 phút lận, cho nên có lẽ là các bạn nên chuẩn bị chăn gối mùng mệt để chuẩn bị đi ngủ. Tôi cũng chắc cũng không bình luận được hết 41 phút này đâu. Các bạn đã thấy chỉ việc giáp Inferno Tower hoàn toàn chống đấy. Các bạn đã thấy giáp Bomb Tower, Fire Spirit giết hoàn toàn Barbarian và Goblin Spear Goblin của đối phương rất là nhẹ nhàng thôi các bạn. Và đây tiếp theo sẽ là một replay tiếp theo. Nói chung tôi có rất nhiều replay lưu lại cho vui, mà bận quá giờ làm video cho vui vậy. Đây là replay tiếp theo, để xem có gì hay nào. 2008 Giant Push Super Spy. Ok, Minion, ok, Bankery, Giant và Sparky. Như các bạn đã thấy, deck Big Eye của tôi thắng liên tục, đánh trong tournament. Hồi đấy tôi còn cúp chỉ còn khoảng 2008 mà 2007 mà thắng liên tục trong tournament. Thắng Minh Béo, Sparky, Bomber. Các bạn đã thấy khá là, deck này khá là mạnh. Châu bò đánh kiểu bạo lực, Hot Rider, Minh Béo, Sparky và Sprinty xông thẳng vào nhà đối phương, làm sao tôi có thể chống được. Có lẽ chống bằng
chống Royal Giant bằng Inferno, Sparky thì dùng Tombstone, Hawk Rider thì chống sao đây? Chắc là dùng Musketeer bắn. Tech rất tạo lực, tech của đối phương phải nói siêu châu bò. Châu bò khủng khiếp, nhưng mà tôi đã dùng chiến thuật Big Push tấn công né. Né ngay lập tức khi bạn thấy đối phương thả Sparky thì tấn công ở bên kia ngay lập tức. Đây là chiến thuật cơ bản. Vâng, giáp thưa các bạn, giáp đi. Tốt. Và dùng bomber để quăng bom vào đầu Princess. Thời đấy thì thôi, không có một bất cứ một thẻ legendary nào các bạn. Và đối phó với đối phương Princess, công chúa đủ thứ. Vẫn dùng deck sở trường đó là Hot Rider và Goblin Battle. Thì deck của tôi thì đánh chủ yếu là khéo léo control, không phải là deck dạng bạo lực châu bò, cho nên đánh có mang tính một ít tính nghệ thuật. Các bạn thích đánh kiểu nghệ thuật thì hãy chọn deck của tôi. Còn nếu đánh kiểu châu bò thì cứ minh đẹo và mộc mà chơi. Rồi ngã đây, giáp Inferno, tốt, xong. Các bạn đã thấy dùng những quân nhỏ nhắn xinh xắn bomber có thể chống được những thằng bạo lực. Bây giờ tôi có lẽ dùng Musketeer súng để nạ. Rồi tốt. Lại tiếp tục thả một bèo Inferno sẵn sàng. Các bạn đã thấy đánh thì rất là bình tĩnh, đừng có hấp tấp, rất là dễ bị mất đi cái khả năng chống chọi của bạn. Thì các bạn đánh thì rất bình tĩnh thì các bạn đấy rồi xong. Bây giờ tôi thả Hot Rider tấn công từ từ, dùng Inferno chống trước đã. Bây giờ Hot Rider tấn công bên cánh phải, đối phương không cách nào xuyên thủng được vì các bạn đã thấy tôi đánh rất khéo léo. Ồ, sao không có sao ai. Các bạn đã thấy thẻ của tôi level thấp hơn đối phương, không có legendary, nhưng một sự khéo léo thì hoàn toàn giết đối phương. Vâng, replay còn rất dài. Chúc các bạn ngủ ngon. Các bạn có thể xem nhưng mà sẽ không có bình luận. Thân ái.
Thank you.
Hey!